À, quá tuyệt vời, anh em chúng em đang lên cấu hình combo karaoke để test để gửi cho bác khách hàng ở Mạng Sinh, khu vực phía Tây Bắc Lào Cai đây. Thì bên nhân viên kỹ thuật em hôm nay em mặc rất là đẹp, một cây trắng đang ghép. Chút nữa đi vào test thực tế thì em sẽ lại tiếp tục mời các bác thưởng thức thẩm định. Dàn combo này gồm một đôi BNB 1000C và một chiếc đẩy liền vang KM 1025 mã và một chiếc nâng tiếng CB 600 và một bộ mic Shure UGX2025 mã. Anh em chúng em đang lên cấu hình. Ngày hôm nay thì cũng rất là bận rộn. Ngoài những combo thì chúng em có những cái thiết bị xé lẻ ra, gọi là chúng em sẽ bán lẻ những cái thiết bị. Anh đi ơi. Anh đi cho em ra cái này. Xe có ở đây cho em ơi. Ok, chờ một chút nữa đi vào test thực tế thì anh em chúng em lại tiếp tục mời các bác thẩm định nhé. Bây giờ anh em chúng em đã lên xong hoàn chỉnh một cấu hình như này thì em xin mời các bác cùng nghe và thẩm định cái khả năng trình diễn karaoke của bộ combo này nhé. Em sẽ hát một bài chờ đông. Các bác có nghe thấy tiếng trầm không? Rất là chắc. Không, em xin lỗi, tiếng bass rất là chắc, mặc dù chúng em cũng không có trầm bổng gì đâu nhé. Em ơi có vai ngoài trời đang mưa. Em ơi có vai trời đã sang đông. Mùa đông giá băng anh đang chờ. Mùa đông ái ân anh đang tìm. Tìm màu áo cưới cho mắt tình lại buồn hay sao? Khi anh đã nguyện một đời yêu em, dù cho nét môi kia phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, dù cho năm tháng phôi pha. Yêu thiết tha khi hè tan và khi